Xin chào các bạn khán giả của Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, nếu bạn còn nhớ thì vào năm 2018, dù Hoàng Anh Gia Lai Arico đã được nhà nước tái cơ cấu các khoản nợ và lãi vay, nhưng công ty vẫn bị mất thanh khoản nghiêm trọng, không còn khả năng trả nợ. Trước tình hình này, Hoàng Anh Gia Lai và Hoàng Anh Gia Lai Arico đã mời gọi Thaco tham gia đầu tư. Đáng chú ý, Thaco đã mua lại 3 công ty cao su của Hoàng Anh Gia Lai Arico tại Campuchia và Gia Lai. Trong năm 2020 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai đã phải bán tiếp 4 công ty tại Koh Ol Mun, Campuchia và Đắk Lắk, Gia Lai với giá 9.095 tỷ cho công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải, Thagrico, công ty con của Thaco. Tuy nhiên, đồng cam cộng khổ là thế, nhưng mới đây Hoàng Anh Gia Lai Agrico sẽ dừng phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và xem xét dừng phương án chào bán riêng lẻ cho Thagrico theo yêu cầu của đơn vị này. Cũng có thể hiểu rằng Thaco đang muốn ngừng đầu tư cho Hoàng Anh Gia Lai. Vậy tại sao tỷ phú Trần Bá Dương lại quyết định lui chân ra khỏi Hoàng Anh Gia Lai một cách nhanh chóng đến vậy? Phải chăng Thaco đang có kế hoạch mới, hay chỉ đơn giản là không còn đủ sức gánh thêm Hoàng Anh Gia Lai nữa? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai Agrico, viết tắt là HNG, vừa thông báo sẽ dừng thực hiện các thủ tục chào bán và phát hành riêng lẻ hơn 741,4 triệu cổ phiếu HNG cho công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải, Thagrico. Theo Hoàng Anh Gia Lai Agrico, ngày 2 tháng 7, công ty có nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán và phát hành cổ phiếu riêng lẻ do đã quá thời hạn bổ sung hồ sơ theo quy định. Đến ngày 12 tháng 7, Thagrico cũng gửi công văn thông báo quyết định dừng đầu tư sở hữu cổ phiếu HNG bởi nhiều lý do. Và để lý giải cho việc chấm dứt nguồn đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai, ba lý do không đầu tư mới được Thaco đưa ra như sau. Thứ nhất, Thagrico cho biết đã nhận chuyển nhượng 3 công ty con của Hoàng Anh Gia Lai Agrico vào năm 2019. Với tổng diện tích 22.462 ha và tổng số tiền 7.623 tỷ đồng. Đây là hành động nhằm hỗ trợ Hoàng Anh Gia Lai Agrico có nguồn tiền trả nợ trung hạn ngân hàng. Tuy nhiên, dù đã hoàn tất việc thanh toán, nhưng sau 2 năm Thagrico vẫn chưa nhận được giấy tờ đất của các công ty trên do các giấy tờ này đang bị giữ lại ở BIDV. Đến cuối năm 2020 và đầu 2021, Thagrico tiếp tục nhận chuyển nhượng 4 công ty bao gồm Andomia, Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Hoàng Anh Đắk Lắk và Bò sữa Tây Nguyên với tổng diện tích 20.744 ha. Tuy nhiên, giấy tờ đất các đơn vị này đang thế chấp để đảm bảo cho các khoản nợ của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại ngân hàng BIDV. Trong khi đó, Thagrico đã đầu tư xây dựng hạ tầng, trồng mới cây ăn trái trên diện tích của các công ty đã nhận chuyển nhượng trên, nhưng hiện tại vẫn chưa có giấy tờ đất. Do đó, công ty không huy động được nguồn vốn để tiếp tục đầu tư cho các dự án này. Thứ hai, Hoàng Anh Gia Lai Agrico vẫn còn gặp nhiều khó khăn và phương án tăng vốn vẫn chưa được thực hiện. Dù vậy, Hoàng Anh Gia Lai lại liên tục bán cổ phiếu HNG với khối lượng lớn để giảm tỷ lệ sở hữu của nhóm này xuống 16,34% và thậm chí còn 11,43% theo đợt đăng ký mới nhất. Trong khi theo cam kết phát hành cổ phần thì nhóm Hoàng Anh Gia Lai phải duy trì tỷ lệ sở hữu là 25,24%. Điều này đã làm giá cổ phiếu của HNG tụt xuống dưới mệnh giá. Tính đến hết phiên 23 tháng 7, thị giá HNG tiếp tục giảm 2,3% xuống mức 8.250 đồng trên một cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa thị trường còn 9.145 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, cổ phiếu HNG đã bị thổi bay 43% giá trị vốn hóa. Thứ ba, diễn biến của dịch COVID-19 đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Thagrico, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng vật tư nông nghiệp cho các nông trường tại Lào và Campuchia, cũng như hoạt động xuất khẩu trái cây. Khó khăn này buộc Thagrico phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới. Nhìn lại thời điểm trước đó, có thể xét trên tình hình thì Thaco cũng chỉ là từng tiếp quản bất đắc dĩ Hoàng Anh Gia Lai Agrico để giúp Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn khó khăn. Thaco cho biết việc tiếp quản Hoàng Anh Gia Lai Agrico chỉ là bất đắc dĩ. Nguyên nhân vì hoạt động mua lại các công ty thành viên của Hoàng Anh Gia Lai Agrico để cơ cấu nợ diễn ra bất thành. Hoàng Anh Gia Lai Agrico ban đầu là công ty nông nghiệp bị chi phối bởi Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức. Công ty tập trung trồng các loại cây công nghiệp gồm cao su, cọ dầu với tổng diện tích 84.000 ha, 8.900 ha tại Việt Nam, 27.376 ha tại Lào và 47.724 ha tại Campuchia. Tuy nhiên, hoạt động công ty ngày càng khó khăn bởi giá các sản phẩm rơi xuống đáy. Giai đoạn 2017-2018, vườn cọ dầu bị bỏ hoang 100%, hơn phân nửa vườn cao su bị hư hại. Các vườn cây ăn trái đang ở giai đoạn đồng thử nghiệm bị sâu bệnh, xuống cấp, thu hoạch với năng suất kém do không có kinh phí chăm sóc.
tình hình tài chính theo đó ngày càng khó khăn và dẫn đến mất thanh khoản. Tổng nợ công ty vượt hơn 22.100 tỷ đồng vào cuối năm 2017, trong khi vốn điều lệ chỉ là 7.671 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm Hoàng Anh Gia Lai Agrico mời gọi tỷ phú Trần Bá Dương vào đầu tư. Thao cô của ông Trần Bá Dương sau đó đã nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty nông nghiệp này lên 35% cổ phần, tương đương 3.890 tỷ đồng và thực hiện tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc mua lại các công ty con và cho vay tiền. Tuy nhiên, vào năm 2020, các bên bắt đầu không thỏa thuận được với ngân hàng về thanh toán nợ đến hạn để lấy lại giấy tờ đất của các công ty đã được chuyển nhượng trên. Kết quả, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương nói rằng đã phải bất đắc dĩ tiếp quản Hoàng Anh Gia Lai Agrico từ tay Hoàng Anh Gia Lai. Giao dịch tiếp quản được thực hiện thông qua kế hoạch tăng vốn cho Hoàng Anh Gia Lai Agrico để cấn trừ nợ, đồng thời có thêm vốn cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động giai đoạn 2021-2023. Cụ thể, cổ đông Hoàng Anh Gia Lai Agrico thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.415 tỷ, lên mức 18.500 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ với Tha Agrico. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai Agrico đồng ý phát hành 550 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi khoản nợ 5.500 tỷ đồng cho Tha Agrico. Đồng thời, công ty cũng trả bán riêng lẻ 191,4 triệu cổ phiếu cho Tha Agrico để huy động nguồn lực thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn. Tuy nhiên, trong nghị quyết mới nhất, Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai Agrico cũng chấp thuận việc dừng phương án phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, đồng thời cũng dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Tha Agrico. Tại cuộc họp cổ đông tiếp theo, Hội đồng Quản trị sẽ trình lại danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán riêng lẻ, thay thế cho Tha Agrico hoặc trình việc dừng phương án chào bán riêng lẻ. Không chỉ gây bất ngờ khi dừng đầu tư mới vào Hoàng Anh Gia Lai Agrico, tỷ phú Trần Bá Dương mới đây cũng có động thái dứt khoát khi thoái toàn bộ vốn khỏi công ty Hùng Vương, chấm dứt hoạt động giải cứu vua cá tra một thời này chỉ sau hơn một năm. Có những người nghĩ rằng công việc của họ là cuộc chạy đua marathon bởi họ luôn có rất nhiều việc cần phải làm, giống như vượt qua một chặng đường dài. Một số khác lại thấy rằng công việc của họ đích thị là một cuộc chạy nước rút bởi họ luôn phải làm việc cật lực để chạy deadline, dù cho công việc mỗi ngày có sự tương đồng và lặp lại. Nhưng với những người thành công, họ lại có những suy nghĩ rất khác. Những người thành công có suy nghĩ rất thú vị về công việc của họ, khi cho rằng nó giống như môn boxing không đối kháng. Họ khẳng định rằng môn thể thao này không chỉ giúp con người rèn luyện sức khỏe, mà nó còn huấn luyện chúng ta cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột, cách đối đầu và vượt qua khó khăn, cũng như cho chúng ta những bài học kinh doanh đắt giá. Bí quyết thành công thấy rằng, sự linh hoạt của Thaco cũng như việc đánh boxing vậy, biết tiến, biết lui, biết tấn công, biết phòng vệ. Rốt cuộc, điểm tương đồng giữa công việc kinh doanh và boxing nằm ở đâu? Từ môn thể thao đối kháng này, chúng ta có thể rút ra được những bài học kinh doanh nào? Đừng rời màn hình các bạn nhé, bởi tiếp theo sẽ còn thú vị hơn nữa đấy. Thứ nhất, boxing dạy bạn cách giải quyết các mâu thuẫn và xung đột. Con người thường nghĩ rằng mọi vấn đề đều là do người khác chứ không phải do mình. Suy nghĩ này chính là nguyên nhân gây ra rất nhiều mâu thuẫn và xung đột, đặc biệt là mâu thuẫn với đồng nghiệp ở nơi làm việc. Những mâu thuẫn đem đến những cảm xúc tiêu cực, khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và thậm chí là phẫn nộ. Bạn hãy ghi nhớ 3 điều sau. Hãy nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng. Boxing thường diễn ra theo vòng. Khi chơi môn này, bạn buộc phải có những quãng nghỉ hợp lý, nhịp nhàng để hồi phục năng lượng thể chất và tinh thần. Đối thủ khó khăn nhất của bạn là chính bạn. Do đó, hãy nghỉ ngơi hợp lý trong quá trình làm việc để tinh thần của bạn được thư giãn và năng lượng được phục hồi. Một tinh thần tốt sẽ giúp bạn tránh được những mâu thuẫn, xung đột tiêu cực không đáng có. Hãy luôn vận động để thoát khỏi lối mòn của chính bạn. Trong môn boxing, bạn cần di chuyển chân và toàn cơ thể một cách nhanh chóng để tránh lối mòn của chính mình và những nguy hiểm phía trước. Trong công việc cũng như cuộc sống, bạn hãy để mình được vận động và phát triển. Hãy thay đổi tư duy về mọi việc theo hướng tích cực hơn. Hãy không ngừng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng và cả cách ứng xử với mọi người xung quanh. Hãy nhớ rằng nếu chỉ đứng yên một chỗ và giữ lối mòn của chính mình, bạn sẽ khó tránh khỏi sự bế tắc trong mọi việc. Hãy tự rút kinh nghiệm để tránh những sai lầm đã mắc phải. Chơi boxing giúp bạn kích hoạt tất cả các giác quan. Khi đó, chúng sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận ra những tình huống bạn đã từng rơi vào trước đây để có những phản ứng phù hợp hơn, tránh những sai lầm đã từng mắc phải trước đó. Trong kinh doanh cũng vậy, việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ sẽ giúp bạn có sự cảnh giác với những rủi ro có thể xảy đến ở hiện tại và trong tương lai. Thứ hai, boxing dạy bạn cách đối đầu và vượt qua khó khăn. Sự căng thẳng có thể khiến chúng ta phản ứng theo cách tiêu cực. Với boxing, bạn sẽ học được cách tự vệ linh hoạt trước mọi nguy hiểm và biết chấp nhận những khó khăn có thể xảy ra.
Điều này giúp bạn nắm thế chủ động và biết cách tự bảo vệ mình. Trong cuộc sống, nguy hiểm có thể đến dưới mọi hình thức. Boxing giúp chúng ta biết khi nào cần lùi lại để tránh xa nó và khi nào cần tiến thẳng về phía trước để tiêu diệt nó. Vì thế, hãy tự vệ linh hoạt trước mọi nguy hiểm các bạn nhé. Bên cạnh đó, việc tăng cường phản xạ của não bộ cũng vô cùng cần thiết. Boxing yêu cầu chúng ta học một chuỗi các động tác và biến nó trở thành phản xạ không điều kiện. Điều này cho phép chúng ta gia tăng giá trị của toàn bộ não bằng cách kích hoạt và phát huy cả hai bán cầu não. Cả hai chế độ đều cần thiết cho sự lãnh đạo và thành công trong kinh doanh. Bạn có thể rèn luyện phản xạ của mình để những hành động tốt cho công việc và cuộc sống của bạn trở nên tự động hơn. Thứ ba, boxing giúp bạn phát triển tư duy, tốc độ và sự chính xác, chìa khóa vàng để thành công trong kinh doanh. Nâng cao năng lực tư duy và phát triển sự nhạy bén. Trong khoa học thần kinh, các mạch thần kinh có chức năng thực hiện một nhiệm vụ này nhưng đôi khi lại hoàn thành một mục đích khác. Quá trình này được gọi là tái sử dụng thần kinh, là một công cụ để học tập và công việc hiệu quả. Boxing không chỉ giúp bạn rèn luyện sự linh hoạt, nhạy bén mà còn giúp bạn nâng cao năng lực tư duy nhờ việc tái sử dụng thần kinh một cách cực kỳ hiệu quả. Đánh trúng mục tiêu với sức mạnh, tốc độ và sự chính xác để thành công trong công việc và trong kinh doanh, bạn cần có sự chịu đựng và sự nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, bạn cũng cần duy trì sức mạnh của bản thân và sự can đảm để tối ưu hóa hiệu suất lao động và chinh phục mục tiêu của chính mình. Và để sáng suốt hơn nữa trong việc kinh doanh, thì hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu, do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp thực hiện hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Kinh doanh cũng giống như boxing, việc đánh trúng mục tiêu vô cùng quan trọng. Trong kinh doanh, nếu bạn có thể đánh trúng mục tiêu với sự chính xác, tốc độ và sức mạnh giống như khi chơi boxing, chắc chắn bạn sẽ có được sự thành công. Thaco hay Hoàng Anh Gia Lai cũng đều là những doanh nghiệp có tiếng và họ đều có những bước tiến lùi của riêng mình. Tất cả đều có kế hoạch và đúng thời điểm. Chính vì thế, kinh doanh không phải cứ xông pha bất kể lúc nào, mà là phải biết lùi một để tiến 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Bí quyết thành công chúc các bạn sẽ bình an và mạnh khỏe trong mùa dịch bệnh này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.